Xin chào các bạn. Mình đã vật lộn với loại bánh tro này, từ tro than, tro muối nở, nước tro tàu. Nước tro tàu kết hợp với lại vôi ăn trầu, nước tro tàu kết hợp với lại vôi làm dưa. Mình đã tội nguyện với màu sắc và độ trong của nếp. Nhưng hôm nay mình bước thêm một bước nữa là mình giảm đi cái số lượng vôi với lại số lượng tro, và ngâm nhanh hơn, bớt xả nước hơn với cái cách xay nếp. Mời bạn theo dõi cái cách làm mới của mình. Cái chai nước tro tàu này là chai mới, sau 10 năm mình đã xài hết cái chai cũ thì hôm nay mình mua cái chai mới này. Mình giảm xuống với 400 gram nếp. Mình sẽ xài 1 muỗng canh nước tro tàu. 1 muỗng canh tương đương với lại là 15 ml. Hiệu Kunchun Light Water này. Còn đây là vôi để làm dưa là Pickling Lime. Mình xài là 1 muỗng cà phê. 1 muỗng cà phê này thì cỡ khoảng 4 gram á, mình không có cân nhưng chỉ đoán vậy thôi. Rồi mình sẽ xài vô là 2 cốc nước để mình ngâm. Nếu mà các bạn muốn thêm tí xíu nước nữa cũng được, không có sao. Thời gian ngâm là 5 tiếng đồng hồ. Tùy theo loại nếp của bạn khô hay là ẩm hay là như thế nào, có thể thời gian nó chênh lệch. Nhưng mà hôm nay mình với chính xác với công thức là 5 tiếng đồng hồ để coi thử ra nó như thế nào. Và mình chiếu kỹ để các bạn xem. Tại vì có nhiều người nói với mình họ làm y chang như mình mà bánh không có giống như cái hình ảnh thực sự của mình đưa trên video. Rồi sau khi mà mình ngâm xong 5 giờ thì các bạn có thể kiểm tra nó bằng cái cách là mình bóp nó mềm chưa. Mình bóp thử. Rồi mình ăn thử, bỏ vô miệng một hạt, mình ăn thử nó có tê tê cái đầu lưỡi hay là không, có đắng đắng sơ sơ hay không. Đó là tính chất đặc trưng của cái vôi với lại nước tro tàu. Sau khi mình thấy là đã được rồi thì mình xả cái nước ngâm vôi nó đi, vôi với lại tro tàu nó đi, thì mình xả lại nước sạch cho đến khi nào mình thấy nó cái nước nó chảy ra là nó trong là được. Với cách này thì mình chỉ xả, mình thấy mình chỉ xả hai nước là nó sạch à. Hai nước. Rồi cái loại lần trước mình làm nhiều với cái số lượng gấp đôi thì mình xả từ 4-5 nước á. Rồi mình nếm thử lại, mình thấy nó không có đắng, không có tê lưỡi, chỉ hơi đắng nhẹ nhẹ, hơi tê nhẹ nhẹ là được rồi. Đây là lần xả thứ hai. Mình thấy cái hạt nếp nó cũng hơi đổi màu, nó hơi qua màu vàng vàng sơ sơ á. Rồi, đây là cái bước khác với tất cả những cái công thức trước này của mình làm, là mình bỏ vô cái food processor này để mình xay nhuyễn nó ra. Thực sự nó cũng không có nhuyễn lắm, chỉ xay nát nó ra thôi. Mục đích của mình xay cái này ra không phải là để cái bánh mình nó mịn hay là nó trong gì, mà vì mình có cái cách gói mới để mình muốn cho các bạn có thích thì làm thêm cái gói. Cái cách mới này thì không thể gói bằng nếp rời được, mình phải coi như là phải ra cái hình dáng, mình bóp lại thành cái khối như là bột á thì nó mới được. Và mình sẽ so sánh cái kết quả của nó ở cuối video. Các bạn theo dõi cho kỹ thì các bạn sẽ thấy là tại sao cái bánh mình làm theo cái cách này nó ra nó ngon hơn hay là nó dở hơn. Mình sẽ cho vô thêm là 1/4 cốc nước ấm, 1 muỗng canh dầu ăn, 1/2 muỗng muối. Muối ở đây mình xài muối biển. Sở dĩ mình cho nước ấm vô là để bạn thấy như vậy bột nó rời, mình không có bóp cho nó dính cục lại được, thì mình cho nước vô. Mà nếu nước vô mà nước lạnh thì mình nghĩ nó sẽ bị chảy ra, mình cho vô microwave cỡ là 1 phút cho nó nóng, nó ấm lên.
mình cứ cho vô từ từ, đến khi nào mình bóp nó được thôi thì cái số lượng mình cho vô tất cả là 4 muỗng canh, tức là tương đương với lại 1 phần 4 cốc. Đó, nó vẫn chưa dính vô, thôi mình cho hết vô 4 muỗng. Tại vì cái muỗng này là muỗng nửa nửa mà muỗng muỗng canh á, thành ra mình cho cái bạn thấy đông nhiều lần đó, chứ thực ra chỉ có 1/4 cốc à. Đó, bây giờ nó dính lại rồi thì mình nhồi lại cho nó dính, rồi mình đè nó xuống, mình chia nó ra làm 8 phần. Đó, bây giờ nó dính dính lại rồi, bạn đừng có làm nhão quá cũng khó làm, nó chảy á. Hồi nãy mình cho dầu vô mà mình quay chiếu chỗ đó, mình rồi mình chia 8 phần. Có dầu vô là để cho nó khỏi dính lá đó. Lúc đầu mình định làm nhỏ hơn mà thấy khó quá làm, mà sau đó mình chia chỉ 8 phần thôi. Đó, mình chia ra là mình làm ra cái cục, mình vò nó ra làm cái cục, một cái như khối gỗ á, chiều dài là 8 cm. 8-9 cm cũng được, tùy theo cái khổ lá tre của bạn có. Lá tre của mình á, là tại sao mình nghĩ ra cách làm này là bởi vì cái lá tre của mình mua đụng ở trong đó hắn dồn cái lá mà rách hết trơn à, mà nhỏ xíu á, hoặc dục thì cũng ổn, thành ra mình nghĩ ra cách xài như thế này. Ở trong cái thau đó thì nó có dầu á, mình lăn lăn nó cho nó, mình cho một lớp dầu mình lăn ở ngoài, để lại một phần nhỏ đó để mình làm cái bánh ú tro. Mỗi cái khúc gỗ này, mỗi cái lót này nó dài là 3 cm, à, dài là 8 cm mà đường kính khoảng 3 cm. Rồi bây giờ thì lá tre mình đã chuẩn bị rồi, mình nhắc lại cái cách để chuẩn bị lá tre. Thì một cái lá tre thì mình cắt đầu cắt đuôi, mình ngâm nó 4 tới 6 tiếng đồng hồ, hoặc là ngâm chìm trong nước qua đêm. Mình cắt đầu cái với cái chỗ cứng á, thì mình lấy một cái lá tre ra mình xé đôi, mình lấy cái gân giữa ra mình bọc thẳng góc với nhau, cái bọc ngang cái bọc bên hông như vậy. Tính sao mà để nó che nhiều được nhiều á, mới cho nên nó dễ gói. Thì đó, mình đè nó xuống để ra cái khối vuông, rồi mình cho một cái lá đi cái bên hông nữa để nó. Rồi xong rồi mình cho một cái lá mà tương đối nó to hơn, với lại nó ít rách hơn ở phía ngoài, để nguyên không có tước cứ găng ra, lấy một cái lá nguyên. Mình cũng sắp xếp làm ba đó, mà mình chia thế nào để cho nó. Nó xì bên này, nó lòi bên kia. Từ từ rồi cái này, cái đầu tiên nó không kinh nghiệm, từ từ rồi cái kinh nghiệm là mình làm nó khéo hơn à. Lá tre mà nó tốt thì dễ làm, còn lá tre đó đụng đau rách đó cũng trần ai mai khổ lắm. Rồi mình cột nó giống như cột cái đòn bánh tét, nhưng mà lúc đầu mình cột kiểu khác cho nên mình chưa chia sẻ với bạn được. Rồi sau mình cột nó đúng kiểu này thì mình sẽ giới thiệu với các bạn. Đó, đây là kiểu gói khác, mình lót ở trong, tại vì cái miếng này miếng rách á, mình miếng sao mình che được đầu đuôi là được ở phía trong. Rồi ăn thua là cái miếng lá ngoài, cho cái phần mềm nó vô trước, cái phần cái cùi lá cứng mình cho ra ngoài, cái phần ngọn mình cho vô trong, rồi mình bóp nó xuống để ra cái khối vuông, rồi cái mình bẻ mép lại đó. Bạn thấy không, cái thứ nhì thì mình làm hơi ngày ngày hơn, một cái thứ nhì thứ ba thứ tư gì đó, chứ còn mấy cái đầu thì nó cũng tùm lum lắm đó, chỉ vậy thôi. Rồi cột, bây giờ mình sẽ cột cho bạn thấy.
giống như cò cái đòn bánh tét vậy thôi. Rồi mỗi cái sợi dây này nó dài cỡ là 70 cm cũng rồi nó mình cần 8 cái dây như vậy. Đó, được mấy đòn rồi, 5, còn 3 đòn nữa. Nhìn nó đều đẹp không? Tại nhờ cái bột có chứ còn có nếp dễ gì nhỏ nhỏ nó cái tay mình thì to. Đó, bây giờ thì hơi nghề hơn chút. Cái này mình mới nghĩ ra chứ không phải là mình làm cái lúc đầu mình nghĩ mình có kiểu khác, cái sau mình làm mình tùy theo cái vật dụng mình có rồi mình tự mình chế biến ra. Đó, cái này nó dư dư. Là bạn thấy không? Bóp ẹp nó xuống, bẻ mí vô. Làm thích lắm, ở ngầu vọc hoài mà có 8 cục à. Thêm một đòn nữa đó, xong xuôi đó, có một cái đòn bánh ú tro, một cái bánh ú tro, 8 cái bánh dài dài đo ra là 9 cm, với chiều ngang của nó là góc vuông ở dưới cái đáy hai đầu góc vuông đó là 3 cm nhân 3 cm. Đó, nhìn cũng đẹp ha. Đó, chiếu cho các bạn thấy cái rồi đó, mình làm còn kết quả như thế nào, nó là thật sự như thế này mình sẽ cho các bạn thấy. Đây là mình sẽ làm hai cách, mình nấu thẳng ở trong nước là 4 cục, rồi mình bỏ cái vỉ vô, cái sửng vô, mình bỏ lên trên 4 cục mình nấu rồi, để mình so sánh hấp hơi với lại luộc trong nước cùng một công thức, nó sẽ ra cái cách nấu khác, nó sẽ ra kết quả như thế nào, rồi mình so sánh rồi mình đưa cho các bạn nhìn kỹ, rồi các bạn nhận định kèm theo cái lời thuyết minh của mình. Bây giờ thì mình sẽ nấu high pressure, tức là nấu áp suất, là mình thường thường mình nấu là 45 phút, bữa nay mình hạ nó xuống còn 35 phút thôi. 35 phút more, rồi mình chọn steam, trong đó mình có nấu luôn mà cũng có steam. Sau khi mà nó tụt cái veo xuống là cỡ 35 phút á, mình để đó ngâm hoài trong nước sôi, ở trong nước nóng đó cũng không có sao. Rồi bạn thấy giờ mới dưới là thấy te tua rồi, cái mình nấu ở dưới á cái là nó messy, broken and soft, là vì ở dưới nấu nó nở ra nhiều á, lá này cũng dễ rách rồi, lá mình căn bản nó đã rách rồi. Bạn thấy đây, bạn dồn cái bánh nó xì bên này, nó xì bên kia. À, bạn coi nghe, nhìn cho kỹ nha, rồi so sánh những mướt mát hơn phải không, lá lá lột ra là cái lột lá ra là nó dễ hơn, mở đi rột 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 rồi, còn cái bánh mà hấp hơi ở trên bạn nhìn cái bánh nó khô hơn này, nhưng mà nó ít rách hơn, nó khô hơn. Cái bánh mà nhìn vô màn hình bạn thấy bên tay mặt á thì bánh khô hơn mà lá khó lột hơn, mà đặc biệt là ngửi cái mùi nó nồng lắm, cái mùi nó nồng lắm, nhưng mà ăn vẫn được, tại vì mình làm công thức này mình đã cũng xả sạch rồi, mình cũng làm với số lượng thấp, số lượng vôi với tro nó thấp, bạn thấy gỡ khó hơn không? Đó, nó nhưng mà cũng gỡ ra chứ không đến nỗi như mấy lần trước, nhưng mà có điều là nó không có gỡ bằng dễ bằng cái lục lục là mình đó, bạn so sánh hai lần đó mình để trên màn hình rồi mình nói cho các bạn, rồi các bạn nhìn thêm là các bạn tự so sánh đó, nhìn nó đẹp hơn hả. Mà cái bánh này bạn thấy không, đẹp không đó. Thành ra tùy các bạn muốn đẹp hay muốn ngon muốn gì á, thì chọn hai cách, một là nấu trong, mà nếu mà nấu ở trong á, trong nước á, là bắt buộc bạn phải gói cho kỹ, còn không thôi là nó bung cái đầu này nó xì đầu kia, giống như cái hai cái bên tay trái á. Đó, thấy không? Rồi bây giờ mình sẽ đem ra xử cho các bạn coi. Trời, nó dính tàn canh, bỏ vào đây. Bạn có thể ăn với lại đường cát hoặc là honey, là gọi là gì quên rồi ta, à mật ong.
rồi với lại syrup. Các bạn muốn ăn bằng cái gì cũng được. Nó dai dữ lắm. Cái này cái lá bánh nó dai giòn giòn nha. Ngộ chưa? Đó, các bạn ngó cho kỹ, các bạn có thể gọi nó trong hay không trong mình không biết. Dòm nó cái bánh nó y chang vậy đó. Mình chiếu kỹ sát cho các bạn dòm. Cái bánh này là cái bánh nấu trong nước. Nó xù xì hơn. Rồi, mà lát mình sẽ thử cái bánh mà hấp ở phía trên cái xửng mình. Rồi, để coi cắn ra các bạn dòm ở trong. Mình thấy chỉ có cái mùi vị nó khác với lại những cái bánh lục á, nó bèo nhèo bập nhọp hơn, nhưng mà ở phía trong nó cũng dai giống nhau à. Có thể là khi mình xay á, cái bột nó giống như là nhồi nhộn mạnh lên nó là sao á. Đó, bây giờ mình cắt ra cho các bạn nhìn kỹ nữa, rồi mình tóm tắt những cái này, mục đích xay nếp để dễ định hình khi gói bánh. Bánh tro làm với nếp ngâm tro vôi xay với food processor khiến bánh dai hơn dù là nấu trong nước hay hấp hơi. Bánh không trong bằng cái loại mà không xay. Cái kia thì cái hạt nếp thì nó không có tan ra nhưng mà mình có cảm tưởng là nó trong hơn. Có thể là vì do số lượng vôi tro mình xài chỉ bằng một nửa thôi. Và với công thức này thì bạn không phải xả nhiều lần và thời gian nấu cũng ít hơn. Nếu mà bạn hấp á, mà tăng lượng vôi và lượng tro thì mình nghĩ ăn không có được đâu vì cái mùi nó rất là nồng. Đây là mình xài chỉ là một nửa thôi mà mình nghe nó nặng mùi. Có điều vẫn ăn được nhưng mà cái mùi nó hơi nồng á. Đó, mình chia sẻ rất là kỹ lưỡng để các bạn nào thích thì làm. Cái này á, nó hơn một một step một bước nữa, tức là nó phải là xay ra. Còn nếu mà các bạn giỏi mà cái gói lá đẹp được thì các bạn cũng không cần xay, bạn người khéo tay làm sao mà ra cái khối chủ nhật được thì ok. Rồi mình chia sẻ chỉ có vậy thôi, hy vọng các bạn nào thích thì làm thử xem thử kết quả nó như thế nào. Cảm ơn các bạn đã theo dõi, hẹn gặp lại các bạn trong những video kế tiếp. Chào tạm biệt, bye bye.